Nếu thu nhập của mình là 20 triệu một tháng, mà nếu mà mình dẫn cả nhà đi liên hoan một bữa hết độ khoảng 10 triệu, với một thằng nó thu nhập 500 triệu một tháng, nó dẫn gia đình đi ăn mất 10 triệu, tôi đố các ngài cái thằng nào khó tính hơn, thằng 20 triệu. Nó nghĩ đến từng giọt mồ hôi của nó trong từng miếng thịt, thì cái thằng phục vụ, thằng nào phục vụ cái bà ấy khốn nạn luôn. Mà phục vụ xong nó chỉ có xoa đầu là em phục vụ tốt đấy, lần sau cố gắng đấy. Không tìm bò. Cả nhà hiểu cái góc nhìn kìa, cái góc nhìn này. Cho nên là bán hàng cho hàng nghèo của nó lại luôn kỳ vọng rẻ và tốt là các cụ đi đầu tiên. Thì thưa cả nhà còn nhớ chúng ta có mấy vòng tâm thức không ạ? 6. Vật chất, cảm xúc, sinh mạng, trí tuệ, niệm lực và tâm gì? Tâm không. Tâm không là mình đoán, không có ông cha nào cho mình vẽ ra ngoài. Thế thì đi giả sử đây là khách hàng. Thế thì quay trở lại, ở mỗi một tầng thì chúng nó qua thông qua cái lăng kính của tâm gì? Tâm thức của họ. Tâm thức thì nó sẽ trả lời nó về cái nhu cầu của họ, có đúng không ạ? Nhu cầu. Và tóm lại mình phải make ra cái gì đấy đáp ứng được gì? Nhu cầu của họ. Vậy thì đối với vòng vật chất thì nhu cầu của họ là gì? Xe, có đúng không? Tốt và gì? Tốt và xóa rẻ. Tôi hỏi các ngài, nếu các ngài là chủ doanh nghiệp mà các ngài làm hàng tốt mà lại bán rẻ, vậy có làm được không? Cho nên bán cho thằng nghèo khổ nhất. Tôi nói đơn giản như lúc này đi học. Ví dụ một thằng doanh nghiệp nó doanh thu là 1.000 tỷ. 1.000 tỷ nhé. Thì một năm họ bỏ ra độ khoảng 500 triệu họ đi học. Học tất cả nơi đấy. Không phải mỗi thầy Tuấn đâu. Họ doanh thu của họ 1.000 tỷ. Thời nói 1.000 tỷ nó hơi to. À đến đấy, 1.000 tỷ nhiều lắm. Thì bỏ ra 500 triệu đi học thì tương ứng với bao nhiêu nhỉ? 0.05% doanh thu. 0.05% doanh thu nhỉ? Có đúng không? Không. Mà 500 triệu. Nhưng nếu lương của các ông mà được 50 đi làm thuê ấy, mà lương 50 mà một năm được 600 triệu mà bỏ 500 triệu đi học, hết 99.9% lương. Thì hỏi khi đến học thằng nào nó hoại hoại nhiều hơn? Thằng sau. Cả nhà hiểu bán hàng cho thằng nghèo nó khổ nào không? Nó khổ nào không? Vì thằng nghèo nó bỏ ra một đồng là gì? Nó phải kỳ vọng. Hiểu hay không? Cho nên ví dụ, nếu thu nhập của mình là 20 triệu một tháng, mà nếu mà mình dẫn khách, dẫn anh em, dẫn cả nhà đi liên hoan một bữa hết độ khoảng 10 triệu. Hết 10 triệu. Với một thằng nó thu nhập 500 triệu một tháng, nó dẫn gia đình đi ăn mất 10 triệu. Tôi đố các ngài cái thằng nào khó tính hơn? Thằng 20 triệu. Nó nghĩ đến từng giọt mồ hôi của nó trong từng miếng thịt. Miếng thịt này dính mồ hôi của tao, miếng thịt này dính mồ hôi, miếng thịt này còn dính được máu ấy. Thì cái thằng phục vụ, thằng nào phục vụ cái bà ấy khốn nạn luôn. Mà phục vụ xong nó chỉ có xoa đầu là em phục vụ tốt đấy, cố gắng đi. Lần sau cố gắng đi. Không tìm bò. Cả nhà hiểu cái góc nhìn kìa. Cái góc nhìn này. Cho nên là bán hàng cho hàng nghèo của nó lại luôn kỳ vọng rẻ và tốt là các cụ đi đầu tiên. Giả đấy là gì ạ? Giả đấy đa phần những người bán hàng rẻ và tốt là những người không có việc làm ổn định. Cho nên nhân tiện nhà họ ở mặt đường, có khi họ cho thuê nhà một tháng kiếm 40 triệu nhưng kinh doanh thật có khi lãi được 20 triệu nhưng vẫn vui. Bởi vì là sao? Ở được nào. Thứ hai là bao nhiêu tiền chồng nó phụ hết rồi.
mà chồng nó chỉ quan tâm đến là khi nào về nhà nó thấy vợ đang vẫy đuôi này. Đấy, có vậy thôi. Thế thì thành ra nó không cần lãi. Cho nên tôi có thằng bạn này, nó làm spa. Vợ làm spa, nó bảo là vợ tôi khuất suốt ngày, ông ạ, suốt ngày khoe là một năm em lãi spa được 400 triệu. Thế mà cái nhà của tôi mà nó không làm spa mà tôi cho thuê là được một năm được 2 tỷ. Nhưng mà vợ làm spa thì một năm lãi 400 mà không trừ tiền nhà của tôi đi. Đấy. Nhưng mà lúc đó đấy, anh thấy em giỏi, ông làm lại 400. Mà nếu cho thuê được 2 tỷ nhé. Thì mà trường hợp đấy mà mình làm spa, mình đấu với chị đấy thì mình có đấu được không? Đấu vào mắt. Thế nên mọi người hiểu là gì ạ? Nếu mà ông chủ nào mà tư duy mà đáp ứng được bọn nghèo, thằng đấy nó phải tính thân về giỏi, hoặc là giỏi, cực giỏi về lừa đảo. Ông thì mới làm được. Thì tôi đang nói đúng hay nói sai? Cho nên bố con thằng Mỹ, giờ này bố con thằng Mỹ cực kỳ khiếp bố con thằng Trung Quốc. Tiên sư ô tô nó chạy cũng đổ xăng mà cũng chạy xịn xịn nhé, mà cũng ghế ngồi kiếp còi kiếp bấm bim bim rồi công nghệ các thứ hết. Nó xe có 300 triệu, thì 200 triệu thằng Mỹ là 2-3 tỷ. Mỹ bảo tôi cũng hiểu bố con phải làm kiểu gì. Trung Quốc bố nói mà thằng Mỹ mà hơi hở công nghệ thì ra là thằng Trung Quốc nó không được. Nói vậy tôi cũng giỏi chứ. Nói giỏi. Không, với cả thế này, các anh chị biết thế nào tại sao Trung Quốc nó làm được rẻ nhất không ạ? Nó là công xưởng của thế giới. Nó sản xuất số lượng lớn. Thứ hai nữa là nguồn nguyên liệu của nó là chuyển trong nước. Cho nên cái việc mà, tức là riêng cái tỷ lệ logistics của nó giảm bao nhiêu thứ, rồi là nhân công của nó giảm, nó một mình thì chiếm 1/3 dân số thế giới thì cộng một mát chứ cần gì nữa. Cái thứ hai là đương nhiên như vậy thì tìm ra thằng nhân tố mà siêu giỏi làm sao ạ? Nó dễ. Đấy. Đến ông thằng siêu giỏi là dễ. Đấy thì Trung Quốc nó có cái điểm mạnh này. Cho nên làm đồ rẻ thì quá khó. Bọn nghèo thì nó luôn luôn gì? Tin là có một loại tốt mà rẻ như vậy. Tôi hôm tôi vào trong Bình Thạnh Hồ Chí Minh, tôi buổi sáng đi ăn bánh. Cái gì vậy? Bún bò giò heo. Mà tô đấy có 30, mà nó trên đấy nó có một cái giò heo nó to như bắp chân đấy, đặt chữ mình bảo nguyên 30 mà mua cái giò heo này là không mua được. Mà mình bảo trăm trăm cái này là từ Trung Quốc, mà cái này nó giết con lợn này không phải giết cái bốn cái này cho mình không. Thế mà mình nhờ học sinh bạn rồi, thế là mút 3 sợi bún này là cũng lên đường thôi. Thế là cái cô chủ quán gọi, ui giò heo ngon vậy mà anh không ăn. Chị tôi cảm em tưởng là giò miền Bắc, chị em không hiểu đây là giò heo, em không ăn được cái này. Chị tiếp tục bán cho thằng khác. Tức là mình không tin nó có cái giá đấy, nó vô lý. Cả nhà anh Dung này không ạ? Đấy. Thế thì dứt khoát cho nên mọi nghèo của ngài dễ tin. Tôi nói ví dụ như vào được khu công nghiệp thôi, nó ăn cơm làm gì có cái chuyện ăn cơm mà có 20.000 một suất cơm công nghiệp mà vẫn có thịt nhá, thì chỉ có cái đồ đấy thôi mà ăn xong bắt đầu là lương tháng thì 7-8 triệu, xong một hồi hốc vào cái đấy, hốc vào đấy không chết luôn bố ơi, bao lại tích lũy lại, xong 10 năm sau ung thư, thế nó bị khốn nạn. Thế nên đã nghèo này còn gặp khúc eo, chồng ăn làm bán cho bọn nghèo này. Một là mình phải là siêu nhân, hai là siêu ngu, nó chỉ có 2 trường hợp thôi. Đấy, ba là siêu liều, một là siêu nhân, hai là siêu ngu, ba là siêu liều. Còn người thì khúc giữa bình thường khó làm, đúng không? Nhá, đấy cụ nào dính vào một trong ba cái siêu thì ăn khúc này. Bao nhiêu cụ ở nhóm này ạ? Không dám đưa tay vì mình nói nhiều. Rồi chốt xin các cụ chào vào tay. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn.